Xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay mình lại có một dòng sản phẩm giày nữ đen 5 phân gót vuông. Đấy, rất là vững vàng để cho những dành cho những người đi giày không để đi được giày cao. Chất lượng da thì mềm mại. Đấy, da thật 100% nhá. Đấy. Có mã cốt cẩn thận nhá, hàng chuẩn chỉ nhá. Không phải hàng phách hàng nhái đâu nhá. Đấy. Có anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng cái dòng sản phẩm này, hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi điện lại ngay sau ít phút để tư vấn cho anh chị nhá. Hàng chuẩn chỉ, cam kết 1 đổi 1 nếu có lỗi. Đấy. Có anh chị nào mà có nhu cầu cứ để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi điện lại và tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút. Hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi số điện thoại trên góc phải của video này. Đấy, sẽ có người trả lời trực tiếp và tư vấn miễn phí cho tất cả các anh chị nhá. Đấy, hàng đẹp chưa? Rồi, xin chào tất cả các anh chị, chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào.